chờ đợi năm thứ ba của Erik ten Hag ở Manchester United. Manchester United đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Erik ten Hag thêm một năm để giữ ông lại đến 2026. Mặc dầu trước đó, chính vị chiến lược gia người Hà Lan là huấn luyện viên đứng đầu danh sách bị sa thải tại Premier League, Erik ten Hag tiếp tục tại vị ở Manchester United. Hành động của giới chóp bu Manchester United cho thấy niềm tin của họ dành cho vị huấn luyện viên của mình. Hay là bởi họ không còn lựa chọn nào khác? Xin khẳng định là ở một đội bóng khổng lồ và bị truyền thông chú ý từng chân tờ kẻ tóc như Manchester United thì không có cái gọi là niềm tin cho huấn luyện viên trưởng. Thứ tin tưởng tuyệt đối ấy đã chết đi theo ngày ra đi của Sir Alex Ferguson rồi. Sau Ferguson, kể cả những người có số má, lý lịch khủng khiếp như Jose Mourinho hay Van Gaal đều bị trảm không thương tiếc. Nên ta không nên bàn niềm tin cho một Ten Hag đang lên. Nhưng nếu không dùng Ten Hag thì Manchester United còn biết dùng ai đây? Ten Hag ít ra còn làm được một chuyện là đem về phòng truyền thống đang phủ bụi của Manchester United được hai danh hiệu trong 2 năm ở Old Trafford. Đổi lại không phải Ten Hag thì chưa chắc có người làm tốt hơn. Bạn không thể không thấy được những khó khăn mà chiến lược gia người Hà Lan gặp phải. Ông phải chịu cảnh trời mưa thấm dột trên mái sân vận động, nhìn bể sục, hạ tầng, tiện ích công cộng cho cầu thủ 20 năm không thay máu. Phòng thay đồ loạn lạc, việc này phải nói là cần nhìn hai chiều vì Ten Hag cũng rất dở. Vì thế nỗ lực mà ông làm được với hai danh hiệu League Cup và FA Cup là điều đáng trọng. Cái dở nhất của Ten Hag rõ ràng là chuyện quản lý phòng thay đồ. Dưới thời của ông, phòng thay đồ của Manchester United quá loạn. Cảnh thầy trò đấu tố nhau như cơm bữa, cảnh vạch áo cho người xem lưng của học trò, cảnh mỉa mai méo mó của thầy. Tóm lại là thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò. Đối với một huấn luyện viên mà vậy thì bị đòi đưa lên đoạn đầu đài là tất nhiên. Tuy nhiên nếu ta nghĩ theo chiều hướng bạn cho vị huấn luyện viên ấy ngồi đến năm thứ ba thì sao? À, lúc đó thì ông ta sẽ xây chắc được giang sơn. Ma mới đã thành ma cũ, hoàn toàn có thể khống chế được những cái tôi lớn ở phòng thay đồ, vì lúc này ông ta đã quen văn hóa, hậu cần lẫn truyền thông của đội bóng. Cuối cùng, chính là lối chơi. Ten Hag là huấn luyện viên có triết lý, và ông rõ ràng đang xây dựng. Mà xây dựng thì cần thời gian. Bạn có biết vì sao các tổng thống Mỹ thường có hai nhiệm kỳ? Chỉ cá biệt một số trường hợp gần đây của đương kim Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump, người đang muốn quay lại Nhà Trắng để thực hiện các kế hoạch còn dang dở. Bởi vì theo người Mỹ, khi một chính sách mới đưa ra thì phải có thời gian hai nhiệm kỳ 8 năm mới cho thấy được kết quả. Việc bạn cho người ta 4 năm ngắn ngủi để thực hiện ngay những gì hứa khi tranh cử là chưa hợp lý. Đó là lý do gần như các đời Tổng thống Mỹ đều được hai nhiệm kỳ để hành động. Câu chuyện bóng đá của Ten Hag cũng vậy nếu suy nghĩ theo góc nhìn này.